gà chọn vịt công nghiệp với mẫu máy chặt gà của vịt câu Việt này thì các bạn có thể chặt gà vịt đông lạnh tươi sống đa năng, chặt cùi, chặt gà nguyên con, chặt miếng nhá, đấy, chặt thịt heo các kiểu nhá, ok nhá. Với bộ lưỡi dao, toàn bộ máy là inox nhá, bộ lưỡi dao của inox luôn nhá. Thì đây là dao này, là dao băm, dao chặt này. Dao chặt này gồm có tổng chiều kích thước là 9 bộ dao, 9 con dao này. Kích thước đây là 15cm này ha. Mỗi con cách nhau khoảng tầm là 3 phân này ha. 3 phân ha. Đây là dài là 7 này, con nó rất dày này. Đấy. Còn kích thước dày nó tầm 1 phân ha. Đấy. Đây, ví dụ như các bạn đây là 6 này, ví dụ như đây, cái là 6 đúng không? 6 phần này các bạn muốn miếng to hơn các bạn tháo được một con dao đây nhá thì nó sẽ là tầm 6 phần nhá, miếng thật miếng to nhá. Đấy, còn các bạn muốn tháo to hơn nữa thì các bạn tháo hai con này ra tùy các bạn điều chỉnh nhá. Ở đây có 9 con, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con này. Còn bên đây. Giới thiệu bên đây. Bên đây là bộ thái chặt ngang này. Chặt thái lát ngang này. Đấy. Nó sẽ ngang này, còn đây là dọc này. Đấy, ở đây dọc này, đây là ngang này ha. Đấy, các bạn không muốn thái dọc nữa, chặt dọc nữa ha, thì các bạn tháo cái chặt ngang này đi ha. Các bạn mình chặt dọc thôi để nguyên miếng chặt dọc dài nhá, thì các bạn tháo con này ra nhá, con ngang này ra nhá ha, nhá. Đấy, còn nếu mà muốn mình ngang không thì tháo hết con dọc này ra, còn điều chỉnh cái này do ta điều chỉnh miếng đây ha. Đấy, còn đây băng chuyền này, băng tải này. Đây, còn đây là cái độ rộng của băng tải nó tầm là 32cm ha, 32cm nhá, ok chưa. Đấy, đây là cái thớt đây bằng nhựa nhá, băng tải đây bằng nhựa, thớt bằng nhựa nhá, chặt đấy, nhựa thì nó chặt nó sẽ cứng cáp hơn ha. Đấy, máy trọng lượng hàng công nghiệp nhá, nhìn chung thì nó cũng rất là to. Máy này máy nhập khẩu nhá, trực tiếp nhá, từ xưởng nhá. À, đấy, đây tôi thông số máy đây ha. Máy chặt gà chặt vịt ha, thì mình sẽ thử qua này, kích thước của máy này, máy là chiều dài nó tầm 1m nhá, và rộng là 60 này. Đây, dài 1m, rộng 60 này, cao là 90 phân này, điện 380V nhá, máy nặng 230 cân này, chặt miếng dài từ 10 đến 40cm này ha. Độ dài nhá, ví dụ như ở đây ta muốn tăng độ dài thì ta mở lên đây, ta mở cái hông bên dưới ha. Ta điều chỉnh cái bộ trục bên trong đây thì nó sẽ được, có con này nó sẽ điều chỉnh được độ dài của máy nhá. Đây, ở đây có con trục bánh đà để ta chỉnh này ha. Đấy. Rồi. Đấy. Các bạn mua máy chặt gà chặt vịt công nghiệp liên hệ qua số điện thoại cơ sở của mình là 146 Nguyễn Trãi và 79 Lê Hồng Phong, website xưởng máy Thanh Hóa.com, có hai số 0934468222, 0904423211, website xưởng máy Thanh Hóa.com, bên mình giao hàng toàn quốc nhé. Máy này thực tế nó dài vào tầm 1m3 đấy các bạn nhá, dài một tầm 1m3 đấy, nó phải dài lắm đấy ha. Đấy, chặt gà chặt miếng chặt sườn là chặt thịt sườn là hàng công nghiệp nhá. Một giờ nó tầm được 600 đến 700 đến 1000 cân một giờ nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn mua hàng liên hệ mình nhá. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ gửi trực tiếp nhá. Cảm ơn.